Rồi, xin chào anh chị nha. Hôm nay lại cùng em đi xem một cái vườn sầu riêng chủ đang rao bán nha quý vị anh chị. Vườn sầu riêng này thì nó ở ấp Hội Lễ, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nó có diện tích là 1.283 mét vuông nha quý vị anh chị, tức là khoảng hơn 1 công 2. Thì cái mảnh vườn này chủ rao bán với giá là 1 tỷ rưỡi đó quý vị anh chị, 1 tỷ rưỡi sầu riêng đang cho trái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chi tiết cái mảnh vườn này nhé. Hiện tại thì em đang đứng trên cầu Ba Rài ở ngay cái chợ Hội Xuân, xã Hội Xuân nha quý vị anh chị. Thì đây là cái con sông Ba Rài, thì trước mặt miếng đất tí nữa nó sẽ là trên con sông này. Và trước mặt chúng ta đây là con đường chúng ta đi ra Phà Ngũ Hiệp, ra thị xã Cai Lậy, đi thành phố Mỹ Tho, đi ra quốc lộ 1 nha quý vị. Thì xã Hội Xuân là một cái xã hiện tại thì cái nền kinh tế đó thì sầu riêng là chính nha quý vị. Đây là sầu riêng hầu như là 80-90% cái nền kinh tế của xã Hội Xuân, đâu đâu cũng là sầu riêng. Thì trước mặt chúng ta đây là cái hướng đi về Cái Bè, đi về thị trấn Cái Bè. Đi ra quốc lộ 1A đi về Cái Bè nha quý vị. Thì hướng đằng sau lưng đó thì đi Mỹ Tho vẫn đi ra quốc lộ 1A, rồi hướng chúng ta trước mặt chúng ta là đi Cái Bè, đi chợ nổi Cái Bè nha quý vị anh chị. Và đây rồi, cái đường ấp văn hóa này thì tí nữa chúng ta sẽ đi 1 km vào nữa, đường đá, xe tải, xe ô tô đi vô tư thoải mái nha quý vị. Chúng ta đi vào cái đường ấp văn hóa, ấp Hội Lễ. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vào vườn nha. Chúng ta đi vào 1 km là đến vườn nha quý vị anh chị, 1 km. Và đây rồi, hiện tại thì em đang đứng trước mặt tiền của mảnh vườn. Các quý vị, mảnh vườn hương nhìn hướng ra ngoài ngay cái cổng lúc nãy. Thì trước mặt mảnh vườn này có một vài cây mít, thì ở trong này trồng sầu riêng thì được 2 lít. Thì cái chiều ngang mặt tiền hơn 10 mét nha quý vị anh chị. Cái chiều ngang mặt tiền 12 lít này là khoảng 15 mét. Chiều ngang mặt tiền khoảng 15 mét. Các quý vị thấy sầu riêng này. Thì những cái sầu riêng này có cây cũng 7-8 năm tuổi, thì ở cây thì cũng khoảng 4-5 năm tuổi, vì tại vì có một số cái cây khi nó lớn lên nó thì nó bị bệnh, nó bị xì, bị bệnh nó chết. Thì chúng ta người ta sẽ đốn đi, ta trồng lại cây khác. Thì chúng ta hiện tại thì em đang đi ở trong phía trong cùng của miếng vườn như quý vị. Em đang đứng đi ở trong, em sẽ quay ngược cho ra được cho quý vị dễ hình dung hơn. Thì hai bên thì có hai cái mương ranh rồi, thì cái mảnh vườn này chiều ngang thì tương đối hẹp, nó khoảng hơn 10 mét và có chiều sâu rất là sâu. Thì từ ở ngoài chúng ta đi vào thì nó ở trong nó có sẽ có một cái chữ L, giống như chữ L quẹo phải nha quý vị anh chị. Ở ngoài thẳng vào rồi xong cái quẹo phải, nó bên vườn chúng ta có hình giống như vậy. Hiện tại em đang đứng cái góc có chữ L ở đây, đây là cái hướng ra ngoài lộ, ra ngoài lộ quý vị anh chị. Còn bên trái chúng ta là cái góc chữ L. Thì cái mảnh vườn này chúng ta thích hợp rồi để xem căn nhà nhỏ này ở thôi, ở nghỉ dưỡng thì quá ok luôn, quá ngon lành. Sầu riêng thì đang cho trái, đang trong giai đoạn cho trái, hiện tại cây đang ra bông quý vị. Sầu riêng này thì chúng ta vào và chăm sóc là chúng ta ăn liền. Thì một tí nữa em sẽ để ở cuối video là cái sơ đồ của hình miếng đất chụp ở trên sổ hồng nha quý vị anh chị. Thì quý vị anh chị nào coi tới cuối thì xem cái sơ đồ. Nói chung là miếng đất này thì chúng ta cất nhà ở thì ngon lành. Ở ngoài nhìn vô thì chúng ta sẽ thấy miếng đất rất là đẹp, mặc dù cái hình của miếng đất này nó hơi ngộn ngộn tí, thì nó có chữ L đó quý vị. Chịu ngang cái mặt tiền đằng trước là khoảng 15-16 mét đó. Thì hiện tại thì sầu riêng đang ăn, đang cho trái rồi. Thì chủ cũng đã trồng lại một số cái cây nhỏ nhỏ, cây sầu riêng nhỏ để thay thế cho những cái cây bị chết lúc trước. Thì bên phải chúng ta là một cái con kênh thoát nước, cũng đồng thời cũng là một cái mương ranh luôn. Ở quê thì người ta thường hay cắm cọc xong hoặc là nó chừa cái mương ranh nó như quý vậy. Ở bên trái thì cũng có lưới hàng rào B40 của nhà bên kia người ta rào. Đây là một số cây lớn
và hệ thống tưới nước tiêu của chủ cũng đã làm cũng hoàn thiện rồi, chỉ bật mưa tưa lên là người ta tưới thôi. Tưới bằng hệ thống điện nha quý vị, chạy motor. Và hướng của mảnh vườn này là hướng tây nam nha quý vị, hướng tây nam. Hướng tây nam thì cũng thích hợp nhiều người để người ta xây nhà được đấy. Thì ở trước mặt tiền đất này thì khoảng 15m, 15-16m đường đá, xe tải, xe 7 chỗ, xe du lịch vào thoải mái, vô tư, 16 chỗ vào lọt luôn. Thì trước mặt miếng đất là một cái con sông lớn, là con sông nãy em đứng trên cầu quay xuống đấy. Đây là những cái cây sầu riêng hiện tại đang cho bông rồi quý vị, đang có bông rồi. Thì chúng ta vào xử lý chăm sóc thuốc nữa là chúng ta sẽ có trái thôi, cho trái. Cái vườn thì chủ đầu tư thì cũng tương đối bài bản rồi, là vườn sầu riêng mà. Thì ở đằng trước chúng ta còn một cái khoảng, có thể là chúng ta xây một căn nhà, xây một căn nhà, rồi ở đằng sau là vườn sầu riêng. Thấy quý vị nhìn từ ở trong em đi ra nãy giờ thì quý vị cũng hình dung được mảnh vườn rồi nhé quý vị anh chị. Này đây có khoảng trống mà chúng ta có thể là xây nhà nè, chỉ đốn được một cây sầu riêng chúng ta có thể xây nhà thôi. Đường xe hơi ở trước có sông nước, thoải mái vô tư, sầu riêng thì đang ăn. Rồi và giá bán của mảnh đất này là 1,5 tỷ nha quý vị anh chị, thương lượng trực tiếp chính chủ nha quý vị. Thì quý vị nào thấy ưng ý thì gọi ngay cho số điện thoại trên màn hình là ngay em sẽ dắt đi xem và có thể là hẹn để gặp ngay chủ, tại vì chủ đi làm massage nên nhờ em ghi số điện thoại lên và dắt đi xem. Rồi đến đây thì em xin chào quý vị anh chị nha, chúc quý vị anh chị có một ngày tốt lành. Rồi nếu thấy thích kênh của em thì vui lòng bấm đăng ký giùm nhé, để sau này có những mảnh vườn hay là căn nhà nào đó quý vị mà thấy ưng ý thì gọi ngay cho số điện thoại trên màn hình để mua được mảnh vườn và căn nhà nào hợp ý với mình nhất nhé. Rồi chúc anh chị một ngày thật là vui.